Vâng, chào các bác nhé. Thì trao đổi các bác là cũng đã đến thời điểm mà chúng ta làm cây na thái rồi. Thì em cũng mạnh dạn trao đổi với các bác cái quy trình để làm á. Thì các bác biết rồi là bây giờ thì đa phần nếu mà các bác thu hoạch na là các bác thu hoạch đã gần hết rồi, đúng không ạ? Các bác nào làm muộn thì có thể là đến giá riêng hoặc là cuối năm, chứ bây giờ thì cũng đã đến gần cuối năm rồi, gần sát Tết rồi đấy. Giờ cũng vào ngày 15 rồi. 15 tháng 12 rồi đấy. Âm lịch các bác nhé. Thì các bác lên lên xử lý cái cây la của mình được rồi. Đấy, lên xử lý. Thì bây giờ xử lý thế nào? Thì theo em thì các bác lên xử lý là đầu tiên ấy là các bác sẽ vào lân cho nó. Trao đổi các bác là đầu tiên các bác sẽ lên vào lân cho cái cây la của mình. Ví dụ như cây này của em năm thứ tư. Thì đầu tiên này em sẽ vào cho cái cây la thái này của em sẽ vào tầm khoảng 1 kg lân các bác. Em sẽ lựa chọn lân Văn Điển hoặc là lân Nung Chảy Linh Bình nhé. Linh Bình hoặc là Văn Điển. Đấy. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái dòng lân đấy. Tùy theo các bác nhé. Nếu mà đất của bác rất là tốt, cây na của bác rất là xanh ấy, thì chúng ta lên bón 1,5 kg lân. Còn nếu mà như em như cái cây này này, thì em sẽ bón cái lá động khá cằn rồi đây các bác, khá cằn rồi. Em sẽ bón được khoảng 1 kg lân, giải đều gốc ra. Đấy. Lân 1 kg hoặc là hơn 1 kg cũng được, tại vì nó cũng không phải là máy móc lắm đâu. Đấy, tương đối phải không ạ? Các bác nên giải đều ra. Ngoài lân ra thì các bác có thể thêm cho nó thêm được tầm khoảng mỗi cây này khoảng 3 lạng vôi. Đấy, với các bác cây tốt các bác cho nó tỏa rộng ra thì các bác có thể thêm khoảng 5 lạng vôi, còn như em đây thì có thể là 1 kg lân thôi. Cộng với khoảng là 3 lạng vôi. Trộn lại cũng được, còn không thì chúng ta té đều nó quanh gốc đây. Đấy, để chúng ta tưới sơ sơ đi cho nó ngấm xuống. Được không các bác nhỉ? Được không nhá? Ở trên này thì em trao đổi các bác luôn, với những cây các bác là rất là tốt và xanh thì chúng ta lên xịt giữa MKB cộng với cả thằng siêu lân. Đấy. Chúng ta lên xử lý cho nó tầm khoảng 2 đến 3 lần. Theo em thì thời điểm này thì các bác lên xử lý, nếu giờ phút này thì các bác lên xử lý cho nó 2 lần trước Tết. Đấy, 2 lần trước Tết. Cách nhau khoảng 7 ngày. Các bác có thể xịt là 1 kg MKB cộng 1 kg lân trên một trong một phi 200 lít nhé. Đấy, còn với những cái vườn la mà các bác thấy rằng là nó cằn cằn rồi ấy, lá của mình nó vàng vàng, nó sắp rụng rồi đấy, thì chúng ta không cần phải cộng thêm MKB. Chúng ta có thể là chúng ta chỉ có xịt mỗi siêu lân thôi. Đấy, siêu lân các bác nhé, nhớ là xịt siêu lân thôi. Siêu lân thì các bác là xịt cho em với cái hàm lượng là 2 kg trên một phi 200 lít nhé. 2 kg trên 1 phi 200 lít. Chứ còn nhiều bác vừa rồi điện cho em nói là tôi xịt có 1 kg trên 300 lít nước thì thực tế là nó cực kỳ nhẹ. Đấy, cực kỳ nhẹ. Khi sau khi các bác xịt siêu lân khoảng 2 lần đấy, thì các bác sẽ thấy được là nó lá này nó sẽ già khẳng lại. Và nhiều cái nó sẽ rụng. Rụng như này luôn này. Đấy. Rồi cái thân cành lá này này là nó sẽ già đi. Nó lứt những cái chồi, những cái giếc ở trong này này. Nó lứt những cái mầm nhỏ nhỏ trong thân này này. Đấy, đấy. Khi mà nó lứt những cái chồi này ra là hiện tượng là bắt đầu chúng ta làm cây được rồi đấy. Đứng vào đây tí cũng nắng quá các bạn. Thì chúng ta sẽ tranh thủ chúng ta xịt cho nó được khoảng 2 lần nhé. Thì các bác nhớ là khi mà xịt siêu lân ấy, thì khi mà sau cái lần cuối cùng ấy, cái lần cuối cùng mà trước khi chúng ta làm ấy, thì các bác lên trộn lẫn bo canxi cho em. Đấy, bo canxi nhé. Còn ở dưới gốc này này, trước khi các bác cắt cái này này, trước khi các bác cắt cành để tút lá này này, đấy, thì các bác trước đó tầm khoảng ví dụ bây giờ các bác xử lý đi, thì tầm khoảng 10 ngày sau thì các bác bón cho em mỗi cây này, mỗi cây to như thế này, các bác bón cho em tầm khoảng 5 lạng kali cộng với khoảng 200 gram, 2 lạng ấy, thằng trung vi lượng nhé. Phân trung vi lượng các bác ra tiệm hỏi nhiều lắm. Đấy, cứ phân bón trung vi lượng nó bán 5 kg cũng có và 25 kg cũng có. Thì các bác lấy là 2 lạng cái thằng trung vi lượng, các bác trộn mấy cả 3 đến 5 lạng kali. Cây này của em sẽ bón 5 lạng kali này cộng với 2 lạng trung vi lượng em sẽ giải gốc. Đấy, tầm khoảng cuối năm đấy. Bây giờ là ngày 15 đi thì đến tầm khoảng ngày 25 em sẽ giải gốc kali mấy cả trung vi lượng. Đấy. Sau khi chúng ta giải lần khoảng 10 ngày nhé các bác nhé. Đấy, chúng ta giải kali mới cả trung vi lượng. Ở trên thì các bác cứ phun thôi.
Đấy. Các bác cứ phun thôi. Nhưng mà mỗi lần giải phân ấy, thì chúng ta hãy tưới các bác nhé. Mỗi lần giải phân thì chúng ta hãy tưới. Chứ còn bình thường thì chúng ta đừng có tưới. Mà tưới thì các bác nhớ tưới ít nước thôi. Chứ đừng có tưới nhiều. Tưới nhiều là cây của mình nó không già đi đâu. Đấy. Hai nữa là cái cây của mình sẽ đâm cái chồi sớm. Nó đâm chồi sớm ra thì nó sẽ chưa đủ độ già thì nó sẽ mang ra nhiều lá, nó ít bông lắm. Đấy là cái yếu tố chúng ta để ý. Đấy. Thì trong quá trình đó thì chúng ta xịt hai lần siêu lân đó. Trước Tết đó, thì sau Tết, sau khi ăn Tết xong. Sau khi ăn Tết xong thì chúng ta quan sát cái cây của chúng ta, nếu nó bật hết mầm chồi đi rồi. Đấy, trong cây này, chúng ta quan sát này, trong cành này. Nó nhú những cái mầm ra bằng hạt gạo rồi là chúng ta phải tiến hành chúng ta cắt cành ngay. Cắt cành tút lá luôn. Đấy. Các bác phải cắt cành tút lá luôn nhá, chứ không có hãm cái gì nữa đâu nhá. Đấy. Cắt cành tút lá. Đây này, ví dụ nó nhú nhú như thế nào để em chỉ cái nào nó nhú nhú thì các bác dễ hình dung. Các bác nhớ xem cái video của em, các bác nhớ xem cho nó kỹ vào. Chứ nhiều bác tất nhiên thì không ai, các cụ mình nói là không ai nấu rượu cho vừa miệng làng hết được, người khen ngon người khen không ngon. Tuy nhiên các bác cứ xem thật kỹ vào, em hy vọng là sẽ đóng góp một phần nào đó thôi. Em sẽ tìm xem có cái chồi nào nhỏ nhỏ, các bác thấy là dấu hiệu nó ở trong thân như thế là chúng ta phải bụp ngay. Đấy, đây như các bác quan sát sau khi xử lý xong ấy, đến cuối năm cũng được, đấy, chưa qua Tết cũng được, hoặc là qua Tết mà chúng ta thấy là đây này, nó bật những cái chồi như thế này này. Đấy. Ở trong thân ấy, hoặc là trong cành nó bật như thế này này. Là chúng ta phải tiến hành chúng ta cắt để chúng ta tuốt lá ngay lập tức, làm càng nhanh càng tốt. Đấy, có thể các bác cắt một loạt xong hãy đi tuốt lá. Đấy, phải làm càng nhanh càng tốt. Đấy, nó bật như thế này. Đấy. Và khi nó bật như thế này rồi, khi chúng ta cắt được khoảng 5 7 ngày nó bật như thế này là chúng ta phải sử dụng đến thuốc sâu rồi các bác nhé. Đấy, thuốc sâu rồi. Và nhớ là sau khi cắt xong là phải xịt thuốc lấm luôn. Tại vì bảo vệ những cái chỗ cắt ấy, vết cắt ấy. Thì còn sau này em sẽ làm nhiều cái video khác về cái chỗ mà xử lý cái con mà cứ đốt và đọt na đây này. Đấy, nằm na thái là cái ông thần ông đốt và chích và đọt đây là hại lắm này. Đấy. Cực kỳ hại. Đấy. Khi mà nó ra đọt như thế này này, đấy, mà nó cứ chích vào đấy nó đen xì cái đọt này là hỏng ăn luôn. Thì sắp tới mà em có làm lại vườn na này thì em sẽ bỏ hết những cái nhánh này các bác. Đây, nó ra bông rồi em sẽ bỏ hết. Em muốn làm cho nó đồng loạt các bác. Đây. Ra rồi đây này, nhưng mà em sẽ bỏ đi để cho nó ra lại. Đấy, ra chồi đây, ra bông rồi đây, nhưng em sẽ bỏ hết. Em sẽ tuốt sạch đi các bạn, làm lại từ đầu. Tại vì nó ra lẻ tẻ có vài cái thôi, chứ nó không có ra nhiều. Đấy, mà mình muốn làm tập trung thì mình phải làm đồng loạt các bạn. Nhưng mà nhiều bác cứ tiếc nhé, thôi các bác đừng có tiếc đây. Chồi đọt đây sau này mà làm thì em sẽ xoa đi hết. Cắt hết, làm lại từ đầu. Đấy thì các bác cũng xem qua để nhớ cái quy trình như thế nhá. Thì để qua Tết ấy, chúng ta thấy mầm nó nhú ra là chúng ta phải cắt ngay. Đấy, chứ còn trước Tết mà thấy nhú là chúng ta cũng phải cắt ngay. Và sau khi chúng ta cắt ấy, thì các bác xịt thuốc lấm bệnh xong ấy, là tầm khoảng 2-3 ngày sau là chúng ta vào một ít nước thôi. Nhớ là vào một ít nước thôi các bác nhé. Cực kỳ ít thôi. Đấy. Bác là ít nước thôi để duy trì cho nó cái cây nó có sức để nó bật cái mầm lên thôi, chứ đừng có tưới nhiều nhé. Tưới nhiều nước nó lên cành cái này nhiều này là nó thối cành, em nhắc đi nhắc lại vậy đấy. Cây nó đang bị khô hạn cái mùa khô á, mà mình lại vào một phát nước ầm như thế nó hút lên như này, nó làm cho nó bị rối loạn cái dinh dưỡng này. Đấy, rối loạn dinh dưỡng là cái đọt của nó ra nó bất thường lắm, nó vàng vàng, nó xoăn, nhiều khi nó chết cả cành đấy. Vừa rồi có mấy bác điện cho em đấy, nói tôi cắt xong rồi tôi tưới cho nó một trận cho nó đã đời đi, cho nó bật chồi bật mầm, nhưng mà xong rồi thì sao mà nó ra cái đọt, sao nó cứ vàng vàng, nó xoăn tít lên ấy. Đấy, rồi nó còn thối cả cái đoạn này xuống nan xuống dưới nữa. Đấy, tại vì các bác cắt bây giờ nó đang như thế này, nó thoát nước ra này, nước từ dưới này nó đang như thế này. Ê, các bác cắt cái bụp phát ngay đây nó còn gì nó thoát ra đâu, mà cái chỗ này nó để khô lại rồi, nó bịt kín rồi, đương nhiên cái mạch này nó sẽ không hoạt động nữa, giống như cái tay của các bác và các bác cột cái dây thun vào ấy, là nó sẽ ứ lại chỗ này và nó thối rồi. Nó thối rồi. Lên mà nó không có xuống các bác. Lên mà không xuống là căng lắm ấy nhỉ. Vâng, đi buổi trưa thì cũng tranh thủ trước khi em đi làm thì em ra em làm cái video ngắn để chia sẻ với các bác một số cái nó cần kíp. Cần làm ngay. Không có thời gian nữa rồi, không có thời gian để các bác chờ đợi gì đâu, các bác làm luôn đi.
đặc biệt với các bác mà cây nó đã đâm chồi rồi á. Tại vì năm nay, năm vừa rồi chúng ta làm trái á, nhiều khi là nó bị muộn. Bây giờ các bác cắt trái để bán Tết, nhưng mà thực tế là bây giờ bán Tết thì lại ảnh hưởng đến cái vụ sau. Nên thôi, nếu mà các bác cố gắng, chúng ta có tiền để tiêu Tết rồi thì chúng ta cũng phải tranh thủ chúng ta làm luôn, chứ không có thời gian chờ đợi nữa đâu. Đây, cái vườn của em thì cũng khá là xuống rồi đây các bác này. Đây, xuống ác rồi đây. Giờ cái này mà bây giờ phun cho nó khoảng 2 cữ su lân, khoảng 1 tuần 10 ngày nữa này em sẽ xuống toàn bộ luôn. Xuống toàn bộ lá với cành các thứ, cắt lại toàn bộ hết các bác nhé. Vừa rồi em cắt nửa hai nhưng mà nó vào không khí lạnh mới vào bão á. Trái nó bị đập te tua mới nó xấu lắm, em bỏ hết đi. Thu được có ít thôi các bạn. Thu được cái ít thôi, còn một số trái kìa. Cứ tiếc bớt lại kìa, nhưng mà chắc vài bữa nữa em sẽ cắt bỏ luôn. Đấy, các bác làm nông nghiệp thì trao đổi các bác là thôi, nếu mà số lượng còn ít mà để mà cháy vụ thì chúng ta nên bỏ nó đi. Chứ không các bác cắt cành, các bác tưới, các bác vào phân cho nó, rồi các bác vào nước thì nó cũng thối mà, nó cũng không được ăn đâu. Để lại hại cây. Mà nó có một cái mà các bác lưu ý rằng là với những cái túi bọc ấy, tại vì em cung cấp túi bọc á, các bác và bọc cái túi á, mà cái trái của mình nó đã bị lấm ấy, hoặc là diệp sáp rồi ấy, thì các bác nên bỏ. Nên bỏ nhé. Tại vì cái trứng dẹp nó ở trong đó. Các bác có thể nhúng thuốc sâu, các bác có thể phơi vẫn được. Nhưng mà với nấm bệnh mà bác bọc những cái trái mà bị lấm bệnh rồi á, nó thối ở trong thì các bác nên đốt những cái túi đó đi. Nó không đáng bao nhiêu tiền, nên là chúng ta cũng không nên mất công xử lý nó quá nhiều thời gian, mất công nhiều. Sau này em sẽ cố gắng truyền tải, bố trí thời gian. Tại vì em cũng bận lắm các bạn, bận lắm. Càng cuối tuần cuối năm lại càng bận. Muốn làm video để gửi toàn thể các bác mỗi lần mà tranh thủ. Nhưng mà nhiều khi toàn làm buổi tối thôi. Chiều tối về rồi làm đến cả tối đó. Nên thành ra là không có nhiều thời gian để quay video. Cũng... nên là thôi thì cũng cố gắng buổi trưa rồi buổi chiều đi làm, và em sẽ tranh thủ em sẽ truyền tải những cái video để gửi đến toàn thể các bác, làm sao chúng ta trao đổi cách làm nhé. Thì hy vọng là sẽ đóng góp một phần nào đó cho cái sự thành công của các bác. Vâng, chào các bác nhé.